Hello, em Loan xin chào tất cả mọi người ha. Cảm ơn mọi người vì đã click vào xem video của Loan ngày hôm nay nè. Thì trong video này em Loan sẽ lên cho cả nhà về cái xe Exciter 155 phiên bản đời 2024 và 2023 luôn cả nhà. Và thẻ Loan sẽ báo giá, báo số tiền trả trước. Nhà anh chị em mình đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay với Loan qua số điện thoại Zalo Loan để ở phần bên dưới nha. Vừa gọi vừa Zalo được luôn cả nhà. Đặt lịch trước Loan có hỗ trợ đi lại là 2 triệu đồng mà giảm tiền xăng xe, hoa hồng cho người giới thiệu, thu cũ đổi mới và trả trước chỉ cần 5 triệu bất kỳ là mình có thể rước xe về nhà nha. Thì hôm nay Loan lên một cái em xe Winner, Exciter 155. Mẫu này là mẫu đời 2024, có một cái vết cắt chữ V phía trước trên mão này mọi người. Thiết kế của 55 thì nhìn chung ha, thì anh chị em mình, những anh chị em mà cao, hơi cao to một chút xíu là cực kỳ thích cái mẫu 155 luôn. Nhìn rất là sang trọng và rất là hầm hồ luôn. Nhưng mà những bạn trai, những anh mà mình thấp hơn á một chút xíu, mình không muốn cao quá, thì mình có thể là lựa chọn con 150 nè, hoặc là 155 đời 2023 thì nó sẽ nhỏ hơn, thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà nói chung là Loan thấy đa số chung là tùy sở thích thôi ha. Thì hôm nay là Loan sẽ quay trước cái em 2024. Mọi người sẽ thấy là cái thiết kế nó rất là hầm hồ ha. Nó kiểu mà nhìn nó bự hơn là cái mẫu 2023 một chút xíu cả nhà. Còn đâu đó thì Loan thấy phần chung chung thì nó cũng gần như là giống đời 2023, chỉ là nó khác là nó những cái này nó mão này bình thường như 2024 nó kéo cao hơn một tí này, hoặc là cái hai cái phần cái mặt nạ phía trước nó cũng khỏe gồ hơn một tí mà vuông vức hơn một chút xíu thôi, chứ cũng không khác gì quá nhiều. Và mọi người ơi, em xe này là một em xe sơn nha, tại vì 2024 là sẽ không có cái màu zin của cái em xe màu xám này, cho nên là cửa hàng nó thiết kế sơn lên cho cả nhà mình tham khảo nha. Cửa hàng nó là chuyên xe sơn cả nhà, xe bóng loáng luôn nè. Thì xe zin là có đầy đủ tất cả các màu. Xe sơn là nó sẽ thiết kế sơn từ cái mẫu xe zin lên đó mọi người, cho nên là khi mọi người mua xe nó sẽ đổi màu cà vẹt hợp lệ cho cả nhà mình đi trên đường nha. Trên cái em xe này chị thấy có màu xám, màu xám và màu đen cả nhà, một chút xíu nhẹ nhẹ những cái chữ màu đỏ và làm tem màu xám mà thôi. Nó sẽ báo giá nha. Về 2024 giá xe là 48, xe sơn liên hệ chúc anh giảm 2 nha, là còn 46 nha. Mua gốc đưa trước tầm 7 triệu cả nhà, 7 đến 8 triệu là có thể lên hồ sơ đối với dòng 2024. Còn 2023 cả nhà chỉ cần đưa trước là 5 triệu là có thể bất kỳ dòng xe nào mọi người cũng có thể rút xe về nhà nha. Và đây là một cái mẫu xe zin của 2024 nè cả nhà ơi. Em này là một em xe màu vàng zin nha, vàng bóng luôn. Nó rất là thích những cái mẫu xe vàng bóng nha, không thích xe nhám lắm. Mà Loan thấy là khách hàng cũng thích xe bóng nhiều hơn xe nhám. Xe nhám thì nhìn nó sang nhưng mà nó sẽ dễ bám bụi bám bẩn, khó vệ sinh. Còn xe bóng là gì, nó sẽ mới hoài luôn, thì rất là bóng ha, lau nhẹ mà các bạn có thể sạch sẽ rồi. Và em này thì đang bán giá 46 nhé, gọi trước là sẽ giảm 2 là còn 44 thôi cả nhà, gần bằng giá sàn của V3 của 2023 rồi đó cả nhà. Đây thì bây giờ Loan sẽ cho mọi người tham khảo một số những cái mẫu xe sơn của 2023 nè. Mọi người thấy được là cũng sẽ có màu xám luôn đó, và kế tiếp Loan sẽ có màu cam nè mọi người. Trong video mọi người có thể là sẽ xem không thấy kỹ nha, thấy màu loáng loáng thôi. Mọi người thích cái mẫu nào thì có thể là không, mọi người chỉ cần kết bạn Zalo đi, Loan sẽ gửi tất cả những mẫu ở cửa hàng nó đang có cho mọi người tham khảo thêm nha. Đây là một mẫu xe màu, cái này là màu gì ta, xanh tím nè cả nhà, tím xanh nha, không phải là xám tím mà là tím xanh nè, giống iPhone 15 ha. Còn cái em xe màu tím iPhone là iPhone 14 rồi. Đây là một em xe màu xanh xi măng nè, này tím xám nè, tím xám iPhone 14 này cả nhà. Về kế tiếp Loan sẽ có một em xe màu xám đen, xám cam đen, xám vàng đó nha. Và kế tiếp sẽ là một em xe màu xanh trắng, đỏ candy, toàn là xe sơn bóng mọi người, rất là đẹp nha. Xanh GB nè, xanh sơn GB ha, màu xám nè. Em xe là màu trắng xám ha, màu hồng dễ thương nè cả nhà ơi. Và đây là một cái em xe màu xanh xi măng của E155 2023 đó, toàn là mẫu đẹp không à, mẫu sáng. Nói chung là sơn là toàn sơn lên cái mẫu sáng bóng và dễ chạy, những cái mẫu dễ chạy thôi. Để mọi người khi mua xe thì lên là các gói xe sẵn rước về nhà luôn ha mọi người ơi. Xe này sẽ được bảo hành toàn quốc 30.000 km hoặc là 3 năm ha. Gọi trước thành sẽ giảm 2. Cửa hàng đó làm việc không có ngày nghỉ, làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối và nó sẽ đón khách ở những khu vực lân cận. Mọi người chỉ cần định vị đến Đại Nam nha, nó sẽ hỗ trợ ra đón trước mọi người về cửa hàng mua xe nha. Gọi ngay cho Loan có số bên dưới để Loan tư vấn cho cả nhà mình nha.